Thưa quý vị, những ngày này ở quận Bắc Từ Liêm đang diễn ra lễ hội truyền thống Đình Chèn năm 2024. Lễ hội nhằm tri ân công đức của Đức Thánh Nghi Khang, Thiên Vương Lý Ông Trọng, nhà ngoại giao đầu tiên của dân tộc và là người có công dẹp giặc ngoại xâm cứu nước. Lễ hội là sự kết hợp chặt chẽ giữa tín ngưỡng thờ thành hoàng làng với tín ngưỡng cổ xưa của cư dân nông nghiệp. Chính vì vậy, lễ hội Đình Chèm giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân ba làng Chèm, Hoàng Mạc nói riêng và nhân dân quận Bắc Từ Liêm nói chung, là sản phẩm sáng tạo thể hiện sự gắn kết cộng đồng. Bản sắc văn hóa trong lễ hội Đình Chèm đã và đang được duy trì, thực hành, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa của nhân dân trên địa bàn. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có các hoạt động tiêu biểu như rước nước trên sông Hồng, rước văn, lễ mộc dục, lễ phóng điểu, thả chim câu, các hội thi nấu chè kho, hội thi bơi, cờ người, tổ tôm điếm. Tham dự lễ hội, nhân dân và du khách còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật Đình Chèm, dấu thiêng miền đất cổ, giao lưu văn nghệ quần chúng chào mừng lễ hội. Lễ hội truyền thống Đình Chèm năm 2024 được tổ chức với quy mô cấp quận sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 năm 2024.